Xin chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài. Thì hôm nay sẽ làm một cái video này để cho mọi người xem và thấy được cái quá trình bắt đầu nhú lọc mọc nhung, để mọc nhung của con hiêu sao mọi người nhé. Đây, cái khu trại đây là có một số con là đang chuẩn bị bật nắp, đã bật nắp để chuẩn bị cho nhung. Đấy, như con này là nhú lên được một đoạn này mọi người này. Đấy, thì chỉ có hiêu đực thì nó mới cho nhung như thế này thôi. Đấy, cặp con này lớn năm ngoái là cho cặp tầm khoảng 6 lạng đây. Thì năm nay không biết thế nào, thì cũng phải chờ đủ 45 ngày thì mới biết được. Sang bên đây. Đây mọi người. Đấy, đây là hiện tượng con hiêu lúc nó bắt đầu nhú lọc nhung. Thì từ lúc mà trang trại ghi cái lúc mà nó bắt đầu nó bật nắp để nó mọc, thì đến lúc cắt là dao động khoảng 45 ngày là trang trại cắt. Con này là lên bắt đầu lên được một nửa thời gian rồi đây mọi người. Đấy, cặp nhung này thì triển vọng rất là đẹp luôn. Thì trang trại là trang trại ở Quỳnh Yên, Quỳnh Liêu, Nghệ An. Trang trại là chuyên cung cấp cái sản phẩm mà nhung hiêu sao là tươi nguyên cặp mọi người nhé. Tức là ở trên đầu hiêu như thế nào, trang trại là sẽ cắt nguyên cặp như vậy và chuyển về, hướng dẫn mọi người là tự tay mọi người chế biến ở nhà. Nên mọi người yên tâm tuyệt đối về sản phẩm. Thì anh chị nào mà có nhu cầu ấy, thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này. Trang trại là sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Hoặc là hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899. Thì cả hai cái số điện thoại này trang trại đều có sử dụng Zalo mọi người nhé. Thì mọi người add Zalo để trang trại tư vấn được chi tiết hơn. Đây, mọi người quay xe gần cái cặp nhung này cho mọi người xem. Cái này gọi là đang nhú mọi người nhé, rất là tuyệt vời luôn. Nuôi hiêu là chỉ chờ đến cái lúc này nó nhú để nó để ngắm thôi. Trung bình một con hiêu thì một năm là nó cho một cặp mọi người ạ. Con nào mà dương tính cực kỳ khỏe thì nó có thể bật lên cặp thứ hai, nhưng mà cái cặp thứ hai thì không đáng kể. Đấy, khu này là được mấy con đang nhú liền. Con này thì mới nhú một ít. Mình xin nhắc lại là trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài mọi người nhé. Mọi người xem video thì vui lòng hãy ấn like video hoặc là bình luận góp ý để ủng hộ trang trại. Ấn vào cái nút chuông ở bên cái nút đăng ký để nhận những cái video mới nhất mà trang trại thường xuyên cập nhật cho mọi người về cái sản phẩm của trang trại. Thì trang trại là sản phẩm nhung hiêu tươi của trang trại là đã đi được rất là nhiều ở trên toàn quốc rồi. Đấy, các anh chị là cô chú bác ở trên các vùng miền là biết đến trang trại rất nhiều. Đây mọi người nhìn sát này. Đấy, cặp nhung rất là đẹp luôn. Đấy, nó bắt đầu nó dần dần nó sẽ lành cặp nhung. Nó lành cặp nhung và bắt đầu nó phát triển lên. Đây. Nhung hiêu là gì mọi người? Nhung hiêu là cái dạng sừng non của con hiêu đực. Nó rất là tốt cho sức khỏe luôn. À, rất là tốt cho sức khỏe. Như con này người ta gọi là chóc mọi người nhé. Tức là năm đầu đấy.
năm đậu. Thì cái chốc này nó không có giá trị dinh dưỡng nhiều nên nó chỉ được tầm khoảng 2 lạng thôi, nên trang trại sẽ không bán cái này. Vì cái này nó cũng mọi người cứ nhiều người không hiểu, cứ bảo cái này là tốt nhưng thực chất là nó không có giá trị dinh dưỡng mấy. Nên mọi người trang trại cắt đi thôi chứ còn là sẽ không bán cho khách. Đây là đấy con hươu năm đầu đấy. Hươu cái mọi người nhé, hươu nữ. Thì nhung hươu thì mọi người cũng nếu như ai chưa biết thì có thể tham khảo qua các thầy thuốc đông y về mặt tác dụng của nó. Nó rất là tốt cho sức khỏe, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Thì nó là một, tức là nó là một trong các tứ đại thực dược, sâm nhung quế phụ đấy. Và cái sừng hươu, nhung hươu ấy thì nó sẽ có nhiều cái lớp lông ở bên ngoài, sờ vào rất là mềm mịn. Và mỗi loại khác nhau thì nó sẽ có dao động cái trọng lượng. Dạ, trang trại cắt là thường là sẽ dao động khoảng từ 5 lạng đến tầm khoảng 1 cân 3, cân 4. Và trong cái nhung hươu thì được nhắc đến là trong những các vị thuốc nam ở các thầy thuốc đông y thì nó, và phân tích từ tây y thì nó có đến những 25, 26 các loại axit amin, canxi và phốt phát và chất keo, protein, rất nhiều các dưỡng chất là tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy là nếu như mọi người mà quan tâm đến sức khỏe thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm tuyệt vời, mọi người nên sở hữu cho mình hoặc là cho gia đình một cặp nhung. Chúng ta có thể là ngâm rượu hoặc là ngâm mật ong đấy, hoặc là cũng có thể nấu cháo, nấu cháo cũng được mọi người ạ. Và đặc điểm của cái nhung hươu mà được nhiều mọi người biết đến đấy là cái tác dụng của nó với cái việc chăn gối của các cặp vợ chồng. Tại vì cái nhung hươu này là nó rất là tốt cho cái sức khỏe sinh lý của cả nam giới và nữ giới. Cái nhung hươu thì nó còn gọi là lộc nhung nữa, đó là cái sừng non của những cái con hươu đực khỏe mạnh. Sừng được thu hái khi nó thường là sau này nếu như mình không cắt đi ấy, thì nó cũng sẽ tự rụng và sang năm nó sẽ mọc lại. Nhờ các thành phần mà hóa học và các chất dinh dưỡng có sẵn bên trong mà nhung hươu nó có tác dụng tuyệt vời với cái chức năng sinh lý của con người. Nó giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và chữa được di tinh, xuất tinh sớm. Theo cái đông y cổ truyền thì lộc nhung này có vị ngọt, tính ấm và quy vào kinh tâm, can thận nên nó kích thích được lợi niệu, chống sỏi thận, đau lưng, thu được cái kết quả tốt đối với người có thận hoạt động mà kém, tiểu ít hoặc là tiểu xón, nước tiểu vàng. Thời xưa thì cái nhung hươu này thì chỉ có vị các vị cha chúa mới dùng thôi mọi người ạ. Thế thì video trang trại cũng làm đến đây thôi, cũng chủ yếu là ở video này
cho mọi người quan sát được cái mà lúc mà nhung hiêu nó bắt đầu nhú như thế nào, bắt đầu mọc như thế nào. Đấy, để mọi người biết hơn đến trang trại. Thì anh chị nào mà có nhu cầu hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159, là trang trại là sẽ tư vấn chi tiết. Hoặc là để lại số điện thoại ở bên dưới video này mọi người nhé. Trang trại là sẽ tư vấn, có nhân viên là tư vấn chi tiết cho mọi người. Thì khu này hôm nay là có 5 con. 5 con đang bật nắp này. Như con này là gần này mọi người này. Con này gần bật nắp để lên rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video.